Kính thưa quý vị, ít nhất 12 người thiệt mạng trong hai vụ nổ ở Mogadishu. Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trong hai vụ nổ bom và nổ súng tại thủ đô của Somalia tối thứ Sáu vừa qua. Nhóm hiếu chiến Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Những người mục kích cho biết, một chiếc xe tải chở chất nổ được kích nổ tại trạm gác an ninh gần khách sạn SYL ở Mogadishu vào khoảng 7 giờ 45 phút tối giờ địa phương. Bộ trưởng An ninh Somalia cho biết rằng, 5 nhân viên của cơ quan an ninh quốc gia bị thiệt mạng ngay tại trạm canh cùng với người tài xế xe tải. Không lâu sau đó, ba tay súng ra khỏi một chiếc xe hơi và bắt đầu nổ súng trong lúc tìm cách xông vào khách sạn, nhưng họ bị lực lượng an ninh hạ sát. Khoảng nửa giờ sau đó, một chiếc xe hơi của các tay súng lại được kích nổ tại một nơi gần khách sạn, gây ra thêm những vụ thương vong và thiệt hại và tạo ra sự hỗn loạn tại hiện trường. Các giới chức an ninh nói rằng, cuộc thẩm định sơ khởi cho thấy vụ nổ của chiếc xe bom thứ nhất là vụ nổ lớn nhất mà nhóm Al-Shabaab từng thực hiện ở Mogadishu trong nhiều năm.